Ok, what's up, trả lời anh em, vẫn có thể thôi, vẫn là mình thôi anh em. Ok, hôm nay đi qua sân khách gọi là đi mở gói 121 đến 129 nha anh em. Ok, gói là khá là ngon và free nha anh em. Hy vọng gọi là chúng ta mà gói free sẽ sang được Utopia nha anh em. Ok, và sẽ sang những thứ sản phẩm cho anh em coi. Vâng, và cái lên kèo anh em qua đồ nữa. Vâng, trước khi qua lên kèo anh em cho anh em thì anh em nào muốn làm clip kinh nghiệm thì tâm liên hệ vẫn cứ như thế thôi nha anh em. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều vì điều đó luôn. Vâng, hôm qua mình có hỏi anh em là anh em mình muốn theo anh em muốn mình theo ai thì thực sự luôn anh em ơi. Có anh em nói là anh Bảy là đứt flash này thì ba đú thì mình cũng hơi cấn về điều đó anh em. Mình muốn mua về mình để cho vui thôi nha anh em, chứ mình ít có đá anh em ơi. Bởi vì mình thẻ anh Bảy là đứt khá chỉ số khá là cao nên là đứt bút tóc nữa anh em. Mình khá là ưng người anh Bảy này. Nhưng mà AI thì anh em nói ba đú đúng không? Ok, để mình suy nghĩ thật kỹ nha anh em. Còn Karim Benzema mùa tốt này thì bãi hồ anh em ơi, sao mua nổi anh em. Giá min bây giờ là không có ai bán luôn, còn một mắt không bao giờ có ai bán nha anh em. 64 tỷ đứng giá luôn nên không có lên giá luôn rồi. Còn cầm một này thì 91 tỷ rưỡi, biết có ai nhảy không biết luôn. Cộng hai này thì 101 tuổi anh em. Anh em thấy một cộng hai có nên mua hay không? Em cho mình cái ý kiến thật lòng nha, có nên mua bên này hay không nha anh em. Ôi là 106, đôi chung là đập cũng khá là mất, khá là nhiều phôi anh em ơi, khá là tốn phôi và khá nặng nề đấy anh em ơi. Quân quạt Karim Benzema mùa này nữa nha anh em, mùa này cộng không đá mắt thì cũng hơi một cái gì đó gọi là đáng đo nữa nha anh em. Chua quá rồi, 102 mà ra 130 mấy tuổi anh em, cũng hơi đáng đo nha. Cộng một thì 150 mấy tuổi anh em ơi, chắc không với tới được bên này rồi anh em ơi. Chắc Benuto là thứ chúng ta muốn nhắm tới đến nè anh em ơi. Anh em muốn mình thay không nha, anh em comment dưới nha anh em. Ok, cổ anh em video đó. Hey, ok, kèo đầu tiên sân nhà chúng ta nha anh em, kèo của người anh em Duy Anh nha anh em. Vâng, và kèo người anh em ra đó là đi đổ đen và làm khứa là B cộng 6 nha anh em. Khứa này nói chung là khứa này của đá trong U nha anh em, thời cũng khá là lâu nha anh em. Mình không biết thời của huấn luyện viên nào thì không biết luôn, nhưng mà mình nhớ là có đá trong U nha anh em. Ok, và đi đổ đen tụt ti anh em, một phát nhớ thôi, dòng phát này sẽ nổi cho anh em luôn. Hay chúng ta đập thẻ trước đổ đen sau nha anh em, lắc vài hồi lại mình. Vài hồi luôn anh em, mình vô đổ đen tỷ nó lắc anh em, lắc có đều nha anh em. Quẩn lại lần khứa này nha anh em, khứa này đã lượm được gọi là quả Betis 124 của người anh em gì đó quên rồi nha anh em. Nhưng mà cũng là một sản phẩm của mình nữa đấy anh em ơi. Ok, hy vọng khứa này sẽ mang về sản phẩm chúng ta lần nữa nha anh em. Ok, chơi đây, vẫn hay nhịp như thế nha anh em, hay nhịp tâm linh. Quẩn hơi lắc nha anh em, mấy anh đệ mình giờ nó quậy quá anh em, lấy da mình ký đầu nữa nha anh em. Ok, hay nhịp nha anh em. Ok, đổi không? Chung là không nha anh em, đợi mình nha. What's up trở lại anh em. Ok, vui như thế này nha anh em, dứt thôi. Tốc độ nha anh em, 1, vẫn như thế lên, 2 3 4 5 dứt. Xong tôi này xong rồi giờ mình sẽ biến đệ mình nha anh em. Nó hơi gọi là âm sầm mình nha, hơi gọi là hơi ồn nha anh em. Ok, mà kèo đầu tiên đã đi anh em. Hy vọng hôm nay không đi hết tất cả kèo nha anh em. Bởi hôm qua lên đúng kèo khá là chán nha anh em, hy vọng hôm nay sẽ không như thế để mình nha. Ok, trở lại anh em. Ok, đây là kèo thứ hai anh em, kèo của người anh em Tấn Khang nha anh em. Vâng, mà kèo người anh em đưa ra đó là Bernardo Silva mà tốt cộng 5 nha anh em. Ok, xương đầu tiên, nói chung là mấy kèo đầu tiên nhẹ nhẹ thôi nha anh em. Mình tiện bây giờ hôm nay mà để có linh cảm xấu nữa anh em ơi. Ok, đợi mình nữa nha. Ok, và phôi người anh em Tấn Khang để như thế này nha anh em. 3 phôi 118 nha anh em và 4 vạch nha anh em. Vừa đúng 4 nha, 4 vạch nha anh em. Ok, và dứt thôi. Kèo cũng lên đấy, hy vọng lên nha anh em ha. Trời ơi, mấy anh đệ mình, xin lỗi anh em nha. 3, 4 Bernardo. Hôm nay mấy anh đệ mình nó quậy quá anh em ơi. Và nói chung là game hơi lắc nữa nha anh em. Và nói chung cũng đi nữa, trời ơi. Vậy ta, đập thẻ cái này làm có điểm lắm anh em ơi. Còn 5 đi với cộng 6, nói chung là hai kèo đầu tiên đi mà có nó khá khá linh cảm là xấu rồi, ok đây mình. Ok, trả lời nữa nha anh em. Vâng, và đây là kèo của người anh em Đức Lượng nha anh em. Vâng, và kèo người anh em đưa ra đó là gì đây? Ok, và đó là giao Cancelo cộng 5 nha anh em. Mùa World Cup nha anh em, đội hình em khá đẹp nha anh em. Mức giá gọi là gần 1.000 tỷ nha anh em, nửa nghìn tỷ nha. Vâng, và 520 tỷ nha anh em. Ok, đội hình khá là đẹp đẽ đấy anh em ơi. Karim Benzema, Bruno Fernandes, nhưng mà Liguan, Modric, Kessié, Kevin De Bruyne, nói chung là toàn những cầu hàng. Phải thật sự hôm nay game khá là lắc nha anh em, mình cảm nhận như thế nha. Mình vô game nó quay ô, mãi nó quay cứ đó là thua nha anh em. Ok, nói chung là hình em đẹp phết anh em.
Jubinet cộng 6 là anh em theo cộng 6, của tỏi cộng 6 luôn, World Cup nữa mới đau với anh em, của tỏi nữa chứ mà mua cộng 0 thì khá là nhiều người mua luôn nha anh em. Ok, sợ mình mua cộng 0 không ai nhả luôn nha anh em, quá nhiều à. Ok ok, thế anh em cộng 5 thứ 2, anh em cộng 5 bên đó đô nó đi. Do con solo mà đi nữa thì chán đời. Hiểu thì hiểu hôm nay như thế nào nha anh em. Bên đô này 4 vạch và đây là do con solo 5 vạch nha anh em. Trời ơi, tập thể hôm qua tới giờ thật sự mình rất có linh cảm gì đó không lành nha anh em. Nó sao ấy anh em ơi, nó sao, con tim này thật đau, quá đau luôn đó mà. Chơi thế nào anh em? Dứt 1, 2, 3, 4, hy vọng điều đó không lặp lại lần 2. Hôm nay nó lắc dữ lắm rồi anh em ơi. Này mà xịt nữa thì chán luôn anh em. Cái quái gì vậy? Gì trời, đập thẻ nó kỳ ta. What's up trở lại anh em, tiếp tục thôi anh em. Nãy giờ đen cay quá anh em ơi, và game nó lắc quái rồi, nó say. Mình nãy giờ mình mới khắc phục cái vấn đề lắc nha anh em. Khá là bận rộn và khá là mất thời gian nha anh em. Xin lỗi anh em điều đó. Mà mình tua anh em chắc anh em không mất nhiều thời gian đâu, còn mình thì mất nha anh em. Điều đó là dẫn nhang dài quá, dẫn nhang luôn. Vâng, vừa rồi chơi đi anh em, qua đây là kèo của người Liên Quốc gì nha. Còn đó là kèo anh 7-6 đơn giản thôi, kèo này quá bình thường với mình đập chinh phục, nói chung quá nhiều lần đập giết ngán ngẩm cuộc đời luôn nha anh em. Ok, và rồi phong như thế nào? Chắc là khứa từ 13 với 216 nha anh em, nghĩ như thế rồi. Ok, nó là hợp vai nha anh em, và có phong quà có nhịp nha anh em. Chơi thôi nha anh em, đã đen thì dù thì chưa đen luôn đi anh em ơi, nhưng quá chán nè ha. Đen, chứ nó không phải hy vọng gì đó nữa. 4, 5, anh lại có thể cứu em pha này hay không đây? Là chờ đợi thôi. Thật sự quá buồn nha anh em, đập cái xịt hoài như thế mình quá là chạy cứu luôn. Anh 7 chỉ có anh 7 mới cứu mình được thôi nha anh em, quá hợp lý nha anh em, tuyệt vời nha anh em. Ok, nói chung là mình đã đập anh 7 này là mình rất có linh cảm, mình rất là dễ đập nha anh em, thật sự luôn anh 7 mùa này nha. Ok, nhưng mà cộng 8 thì mình không giờ chinh phục được anh em ơi, quá khó đối với mình anh em ơi. Cộng 6, cộng 7 mình đều có thể chinh phục được lên, nhưng mà cộng 8 có gì đó trở ngại bởi hồ luôn anh em ơi. Quá chán đời nha anh em. Ok, vô chân em quốc gì nha, hợp lý nha anh em. Ok, để mình tìm thôi. Hãy vô trở lại nha anh em. Ok, bây giờ mình đang vui vẻ và tích cực nha anh em. Quá vui luôn. Vâng, đây là kèo của người anh em Hữu Thắng nha anh em. Vâng, kèo người anh em đưa ra đó là về đây, đó là Luka Modric cộng 6 nha, là một tết. Vâng, đội hình em khá là đẹp đấy chứ anh em ơi, mức giá còn là 601 tuổi anh em. Ok, đội hình em cũng xin sơ phết. Ok, và đây sau qua xíu nha anh em. Vâng, đây là Rodrigo tết cộng 5, chân 4 nam. Ok, cũng bích tóc các thứ cũng đẹp đẽ nha anh em. Vâng, đây là anh 7 FC đầu tàu. Bởi rồi, nói chung đánh đá mùa anh 7 mùa này si lắm anh em ơi, thật sự quá si, không nên chơi. Đối với mình là như thế, còn mình bên đối với anh em như thế nào không biết. Ok, và đây là Vinicius Junior phiên bản là của hàng hiệu nha anh em, chứ hàng phách nha anh em, hàng hiệu luôn nha anh em. Ok, hợp lý nha anh em. Ok, hình như cũng được. Ok, bây giờ ok là em đã định gọi là đưa Bellingham cộng 6 nha anh em, nhưng mà em đã bế đi rồi. Ok, em chuột lỗi là chúng ta đó là Luka Modric cộng 6 nha anh em. Ok, chơi thôi nha anh em. Hy vọng về sẽ mang về sản phẩm cho người anh em này, thì chúng ta lại vô 123 tỷ đô với mức thẻ Luka Modric này nếu lên 6 nha anh em. Và liệu chúng ta có thể tạo ra điều đó hay không đây? Vâng, và pha này vẫn có nhịp nha anh em, hay lú lại lưỡi như anh em xem đi anh em video đó nha. Ok, chơi từ nào anh em ơi, có nhịp lại mất hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình đang chờ đợi cái nhịp sáng thật là sáng hiện lên. Mình vừa quay ra mình thấy cái dựng đỏ là mình thấy nghi rồi. Ok, sorry người nha, rất nhiều nha, để mình tím thôi. Ok, và sân khách nha anh em, sân nhà nên chúng nói chung là sân nhà chúng ta đây được kèo anh này cùng 6, nói chung là ăn ủi cũng được nha anh em. Ok, và sân khách. Vâng, và đây là kèo của anh em Đức Toàn nha anh em. Ok, và đây là Hamed Salah cộng 7 mũ CL nha anh em. Ok, chuyển thôi. Tốc độ nha anh em, dùng quần lẹ nha anh em. 2 3 4 5 6 Tập thể nhân phẩm là trên hết. Thì nhân phẩm fan này có linh tiếng hay không, hay là chỉ số bây giờ là bằng không? Mình thấy viền đỏ rồi, thấy chữ đỏ rồi, mình thấy xong nha anh em. Ok, sorry người anh em rất nhiều, để mình nha. Ok, tiếp tục nhanh đến kèo thứ 2 mình sẽ cánh nha anh em. Vâng, mà đây là kèo của người anh em gọi là Thiên Bảo nha anh em. Vâng, kèo người anh em đưa ra đó là gì đây?
Vâng, và đó là Lucky Lead cộng 7 nha nè. Mùa này mùa buôn bán được ha, phi đi. Ok, có hàng phi nha anh em, nhưng mà nếu lên 7 cũng khá cháy đi em ơi. Nếu lên 7 hy vọng em sẽ có được lượng 8 cho chúng ta. Tôi tin chúng ta bế lên 7 nha anh em. Và em nó có kèo rock ly mùa gì đó bắt đấu cùng 7 nữa nha anh em, nhưng mà không thấy nha anh em đâu rồi. Cái đợi chắc. Ôi thôi mặc kệ kèo nữa nha anh em, thấy bắt đấu rồi mình thấy không thấy, không thấy đâu nha anh em, rồi mình không thấy kèo nó nằm ở đâu luôn. Trong thị trường tiếng nhượng thì cũng không có nha anh em. Và đây trong đây cũng không có thì thôi bỏ qua vấn đề nữa đi nha anh em. Và lên kèo thôi. Và phong như thế nào đây? Cái đợi mình chắc. Ok, chắc là full vạch thôi nha anh em. Nhưng có hàng này free, nếu mà có hàng free thôi, nhưng mà lên 7 thì cũng vui đó anh em ơi. Thật sự đúng vui luôn, nếu lên 7 thì điều đó sẽ diễn ra nha anh em. Dứt thôi. 1 2 3 4 5 6. Và đây là Zaki Lit Bá Hùng. Và anh chờ đợi để mình nhìn, để mình vuốt coi cái gì nó dồi diện rõ rồi. Quá rồi chán nha anh em. Ok, sao liên em đầy mình nữa nha. Ok, tiếp tục nha anh em. Hai kèo đầu tiên nói chung là cũng đã đi rồi. Vâng, và đây là kèo thứ 3 nha anh em. Kèo có người anh em Tiến nha anh em. Vâng, đội hình em mức đá 279 tỷ. Vâng, và rồi và đang vâng, và đây là đội hình Manchester City của người anh em. Đội hình khá là cháy nha anh em. Mình thấy có bỏ Ruben Dias cộng 7 thấy chiến rồi nha anh em. Mình lên 8 sao anh em. Những điều đó sẽ không thể nào nha anh em. Ok, người anh em đưa đó là Rodri cộng 7 mùa UCL nha anh em. Mùa này cũng khá cháy đấy anh em ơi. Ok, mà thẳng đề thôi. Mức giá là 7 là 79 tự 8 nha anh em, cũng được phép đấy. Và phôi như thế nào để mình chết nha anh em. Ok, chơi nha anh em. 1 2 3 4 5 6. Và liệu mà để phôi như vậy có chính đáng hay không? Mình chờ điều gì cái đó kỳ tích nha, mình thấy sáng ít vội hồi quá ta. Ok luôn anh em ơi. Ok, trả lời anh em. Ok, và đây là kèo cuối đập thẻ nha anh em. Kèo của người anh em Phúc Nguyễn nha. Vâng, và đây là kèo cộng 8 Son Heung-min. Mùa này free thôi nhưng mà cộng 7 nha, nó đập lên cộng 7 được cả vấn đề đó anh em ơi. Chân 5 năm. Son này nói chung là qua là góc 119 nha anh em. Cháy lắm anh em ơi, con này cháy. Đừng đuổi con này cháy lắm mà cộng 7 nữa. Chỉ số của một con hàng free như thế này là quá lụm nha anh em. Quá nè, còn lên 8 thì sao? Hồi nãy đen quá anh em, bây giờ cộng 8 sẽ gỡ lại hết tất cả nha anh em. Bởi con nói như cũ nữa thôi. 425 tuổi anh em, vãi con số rồi. Con này bán được thì không còn đi nấu nữa. Quá đã luôn nha anh em. Không lẽ hôm nay lên đúng kèo này cũng sao, trời hôm qua con lên đúng kèo hứa tốt cũng sao. Quá một ngày lên đường kèo cũng sao như thế nhở. Thì nó lại quá chán nha anh em. Vậy chứ có lỗi anh em nữa. Quá giờ phôi em để bên đùa. Em đi đây mà. Ok, mà phôi thế này anh em quẩy rồi, anh em mới để phôi Karim Benzema cộng 5 cái vô luôn anh em. Mùa Real Madrid Barcelona anh em, 58 tuổi mà em để vô. Mình thấy kỳ quá, thấy cứng quá cho nên mình sắp xếp phôi thế này nha. Có gì cho anh mình sao đi nha anh em. Hôm nay khá đắt tiếng núi con bên đó. Đấy, để vô kỳ quá, phí phạm anh em ơi. Ok, và bây giờ mình thách thức tỷ lệ anh em. Chưa được 4 vạch anh em, ba vạch miếng, chưa được 3 vạch rưỡi, 3 vạch tư anh em. Son ơi, hãy đáp trả lại tiếng nói của mình đi. Ok anh em, chiến nghiệm cộng 7 cuối cùng thôi. Và chúng ta ứng nha anh em. Hy vọng vào đây là kẻ công tác tiếp theo mình chinh phục. Tỷ lệ tuyệt đẹp. Giúp 2 3 4 5 6 7. Và đây là Son Heung-min. Mình đổ hết tất cả nhân phẩm của pha này vô đấy anh em. Và cái kết là nó vẫn như thế thôi. Mình thấy dạng đỏ là y như rằng rồi. Thật là chán đời anh em ơi, hôm nay lên đúng kẹp sao anh Mỹ. Đúng là chỉ có anh Bảy cứu mình thôi. Thì sorry anh em, vừa có ngày hôm nay bị mình đập xịt nhá. Thật là chán đời, ok đợi mình nha. Ok, trước khi lên mở gói thì cho anh em ngắm nhìn qua con Anat của mình lại lần nữa nha anh em. Nói chung là nhớ cái ngày mình đập anh 7 lên cộng 6 và mình lên 8 anh em, thật siêu phẩm nha anh em. Ok, quá đã ngày hôm đó nha anh em, không còn gì để nói. Mình không thể tin là ngày hôm đó có thể đập lên 2 kèo liên tiếp của mình chơi nữa chứ anh em.
Hai kèo này mình cũng không nghĩ, nói chung là kèo anh 7 này mình sẽ nghĩ đi rất là đơn giản thôi, mà chinh phục khá là nhiều lần nhưng mà không lên. Hy vọng mình đã có rất là hy vọng là lần đó sẽ lên rồi anh em ơi. Và mà anh em là cái điều mình sẽ đập gọi là đập cẩu hứng thôi anh em, chứ không nghĩ lên đâu anh em, mà đập chơi vui cho anh em coi thôi. Ok, một kết cục đã lên luôn anh em. Thật sự cuộc đời, thật sự cuộc đời không bao giờ nói trước tương lai anh em, mà thật sự nó xảy ra rất bất ngờ, mình rất là cảm xúc luôn anh em. Và có anh em nói mình sợ, có anh em nói mình ghép có thứ, cho nên mình sao lại anh em coi luôn anh em, mà là chính đáng. Kêu mấy anh em hỏi là mua con hàng này của mình nha, nên thật sự mình không có bán hàng anh em. Mình xin nhắc là mình không mua bán hàng anh em, nên có hỏi về vấn đề mua hàng hay bán hàng là có thứ nha, mình không mua nha anh em. Ok, và cảm ơn anh em vì đó luôn. Ok, sau bao nhiêu số mà anh em cái nữa nè, cái cũng 8 nha anh em, và chính tay mà đập nó chứ, chín giờ nó chứ, trời nó đã ngồi để nói anh em, đánh đá mà top trên phơi này của anh em là khá là ngon. Nó giá như thế thôi là còn 1.5 nha anh em. Quá là cái điểm của tóc thôi, bút được 2 suốt nha anh em, còn nhiêu tiền. Ok, nhưng vẫn ok đối với mình như thế, 4 số ổn mình chưa kịp đuổi nữa. Chắc mình đuổi rồi là dơ bông gì, mình đuổi suốt sấy cái gì ta? Sấy cái suốt sao á, ok. Quá đã mà nè, sướng anh em. 8 là quá đẹp con số, 2 là 2 tội. Ok, để vô shop cho anh em coi mới định. Ok, trước khi vô sâu qua 7 cái nữa. Ok, 7 hàng chính hãng nha anh em, phải hàng phát nha, cộng 6 luôn. Ok, đập quá là nhiều lần. Chỉ số còn gì để nói nha anh em, suốt 272 không luôn nha, quá đều luôn nha anh em. Chạy 168, 265 nha anh em, quá đã. Ok, quá là muốn đợi mình cái nữa nha. Ok, qua đây luôn anh em mới tin được đúng không anh em. Đây, mà anh em buôn bán được nha anh em, không có ai đặt, không có ai bán gì luôn nha anh em. 2, 3, 8 nha anh em, giờ đặt cái bài liền, bán cái bài liền quá. Dám lắm nha anh em, quân 7 này bán chắc có bài à, bán còn 6, 200 mấy tuổi, mua anh 7 ô tô ti gì húp nha anh em, thì đã rồi. Rồi, rồi, để mình, ok đợi mình đi mày. Hãy giờ trở lại nha em, ok tiếp tục thôi, còn đi mở gói nha em, hay là thẻ có ba đủ rồi, lên kèo 6 đó, quá chán nha em. Ok, dòng mở gói này sẽ độ là gỡ hết tất cả những thứ đã mất hồi nãy giờ nha em. Không, nói chung là mở bài thôi nha em, còn mấy gói kia chắc để cái khác nha em. Hôm nay clip nói chung là cũng khá là dài nha em. Ok, ba gói đều mua gì nhẹ thôi nha em, hy vọng sẽ có siêu phẩm cho anh em coi. 121-129 nha em, hy vọng đúng giao nguyên, 129 ước gì lần đầu tiên để giờ được 129 nha em, mở gói mắc quay đầu luôn. Được min, min quá chán rồi, bây giờ min chứ nó ngán ngẩm anh em ơi. Bây giờ cho 21 giá trị thì cũng phải đúng luôn anh em, thật sự bây giờ đúng phôi, phôi tổng phôi. Chúng ta chỉ còn hy vọng điều gì đó hiện lên thôi. Vâng, và đây là hit được tiền, gửi được tiền chúng ta, điện sẽ có cái gì đó hiện lên. Siêu phẩm hay không, thầm dê vào tôi đi. Trời ơi, hôm nay vãi rồi hôm nay. Chưa quá gì vậy anh em, chứ hôm nay chắc cũng không có lỗ hả. Ẩu nha. Từ để ra coi cái gì ngoài nè, vô cho tiên ngoài hết hồn. Chắc lỗ. Ôi, cộng 3 giờ không truy hầm, như truy hầm gì đâu. Ôi game đời vậy ta. Tính ra cụ này cộng 3 điểm 3 là không truy hầm cụ này, đi truy hầm mua tiêu tích trên về mùa gọi là tích trên phơ anh em. Không hiểu. Ok đợi mình. Tam độc thai anh em ơi. Ok, đi đây hai nhịp nha anh em. Hay tâm linh trả lời nha anh em. Vì giờ chứ hầm tà ti thôi anh em ơi, hầm tà ti mới ngon, còn ai cần FC chúng ta không hy vọng về nó nhiều luôn anh em ơi. Ui xin lợn mới đú nữa. Tô ngay đi, hãy nhận có lấy dầu ai cần này. Không lắc mà, tại vì quá trời. Bốn mình quá đời. Giá trị bao nhiêu đây? Bốn trời ơi, cộng 4 mà giá anh em giá thật rẻ luôn, em quá rẻ. Ok, đi đập lên 5 cho anh coi luôn nè. Vâng. Ok, còn khứa cho anh 2 này, bữa anh mở ra em chưa đập nữa nha anh em. Cái đập bên đập khứa lên 5 bán anh em kiếm tb cho đen cho anh em coi tiếp. Ok, full rạch nha anh em. Mấy cái này đơn giản thôi mà, đập bán kiếm tb chơi mà, một phát nha. Lên thôi. Nhưng mà xịt ra đi. Cuộc đời nói chung hôm nay là thẻ quá anh em, cứ đập đi thôi anh em, quá chán coi đề mình nha. Ok, hết cuối anh em, hy vọng hết cuối này sẽ no hủ nha anh em. Nãy toàn đen anh em ơi, từng giây bên đú không à. Trời ơi luôn á, nhầm tao tới đi. Đi chú nó có hay gì không, mình đi sư phẩm nha anh em. Ôi nó có cộng mà anh em, cộng mấy đi, cộng 5 hay gì anh em, mình cũng biết là quên luôn. Giờ mình dùm nữa nha anh em. Vậy chứ không phải chơi nhịp thôi, phải tâm linh thôi anh em ơi. Ok. Hy vọng hầm lắc nha anh em, hầm không lắc là chúng ta đi rồi. Tướng thiểu lắm. Hiếp. Trời ơi xe. Báo. Ai ơi. Chán người ta. Ai ơi.
Có bịp nha, anh em đã bịp nha. Thôi thua rồi, kiểu này thua. Em đến thế cùng nhưng em quá chán đời luôn, nhưng mà quá nản rồi. Ok, ba anh em nha anh em. Anh em vào ngày mai thôi. Chúng năm nay đấy, xong là đen anh em. Rồi đúng kiểu xanh bảy cùng như ba đấu anh em, mà gói cũng không được cái gì đó mà là nữa. Ok, hôm nay quá si rồi đấy. Ok, ba anh em hẹn em clip ngày mai. Ok, và cảm ơn anh em đã xem clip. Ba anh em. Bye anh em.